Thưa quý vị, cách đây khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, một vụ cháy tàu chở container chứa nhiều phốt pho đã xảy ra tại cảng Nam Hải, thành phố Hải Phòng. Hình ảnh do khán giả của Chuyển động 24 giờ cung cấp. Theo báo cáo ban đầu thì tàu bị cháy mang tên là Conship ACE, tàu chở khoảng 20 container phốt pho. Trong quá trình bốc hàng đã có sự va chạm giữa cẩu và container khiến lửa bùng lên rất nhanh và nguy cơ lây lan khá cao do phốt pho là chất dễ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã điều xe đến hiện trường để dập lửa. Các chiến sĩ được trang bị thiết bị phòng chống khói độc để vào sát hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang phải dùng cẩu tách riêng container cháy ra khỏi tàu để chống cháy lan nguy hiểm.